Hello xin chào tất cả cô chú anh xem đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên clip chia sẻ cho anh em mình cái cách làm một cái cây bonsai siêu mini để anh em mình chơi ha. Thì uh, sử dụng với khúc kích ghế A24 này ha. Cái này uh, thì đợt trước em chia sẻ cho anh em mình uh, cũng nhiều clip rồi ha. Thì hôm nay hâm cái clip lại thôi chủ yếu là cái công dụng của nó ha. Cái chai này thì em sẽ để số điện thoại của anh Tứng ở tên cái tiêu đề để cho anh chị em mình liên hệ tầm hai tầm gì chục ngàn một chai cộng thêm phí ship ha. Ở đợt trước thì có đợt sale mua được bao phí ship á, thì nó đã hết rồi ha anh em thì hôm nay nó trở về cái giá ban đầu ha thì anh em mình cần cái gì đó anh em mình cứ liên hệ cái số ở tên cái tiêu đề video của em ha, cái này thì mình sẽ sử dụng cho trong cái cây này ha nhưng mà cái cây này thử ví dụ là cái này á nó sẽ là kích ghế ga mạnh ra đều ra đồng loạt hơn nhanh ga hơn thì mình sẽ áp dụng cho cái cây bonsai của mình Thí dụ như anh em mình muốn một cái cây bonsai như vậy đi em nhổ lên cây sam hương nó rất là nhiều ghế À, nhưng mà nó bị trò này anh thấy không bị trống hai chỗ này thì mình muốn chơi một cái cây siêu mini mình làm một cái cây siêu mini cho nó lùng xuống nè mình sau này mình vô chậu nó nằm dưới đây nè ha thì mình cắt ngang đây hoặc là mình chiết thì nó sẽ à, uh, chiết cũng được mình bôi keo bôi thuốc kích rễ mình chiết cũng được nhưng mà khi mà mình chiết thì uh, nó sẽ không có đẹp đế nó sẽ chưa chắc là điều tại vì cái cây này là cái cây thành phẩm thì em sẽ bó lại như vậy để em làm clip cho nó dễ hơn nha để anh em mình xem anh em mình áp dụng những cái cây mà tông cao của anh em á đặc biệt là tên sam hương à, chiêu thủy rồi đó ha những cái cây dòng cũng dễ dễ làm nha chứ đừng có lấy cây như cây nguyệt quế thì thua nha anh em ha, cây nguyệt quế đồ thì mình phải chiết thôi những cái dòng cây dễ mình chẻ đế nó ra rồi xong rồi cái bắt đầu mình à, banh 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 cành banh nhánh banh đế nó ra luôn rồi cái mình à, ngâm ngâm với hút kích ghế xong là nó sẽ ra ghế điều nha ở đây như vậy những cái cây này cây này hiện giờ em muốn em sau này em vô chậu nó sẽ tầm khoảng dưới 10 cm ha. cây này khá là già ha cây này thì hỏi em hỏi em cắt video em tỉa ra cho nó gọn ra đây nó rất là già cây nhưng mà cái này hiện giờ nó bị trò anh em thấy không nó bị trò nó hơn 10 cm ha thì bây giờ mình sẽ làm làm này thiệt phải thiệt là kỹ nha để 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 đứt tay nha anh em để xuống anh em làm bảy đứt tay ha thứ nhất mình muốn cái chỗ này mình muốn xuống tới đây phải không thì mình sẽ rút tới đây gút một cái để nhiều khi nó tét ra ha nó 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 tét lên ngoài cái chỗ mình mình mong muốn ha mình sẽ rút. chung là cái cách này thì anh em mình tỉ mỉ làm được thôi đây thì nói chung là em hệ ít chơi siêu mini lắm nè, siêu mini thì em ít chơi tại em nhỏ quá khó chăm sóc á em thì chỉ làm cái dạng mini mini tiểu tung thôi mà siêu mini thì cũng phải gán sưu tầm một hai cây để mình chơi À, cái này thì em cũng muốn thành siêu mini để nên mình chơi rồi mình nịch ngay cho cái cổ mình muốn xuống xuống tới đây ha thì bắt đầu giờ mình chẻ ghế ra ở đây hai cọng ghế này mình đừng có cắt luôn nha hai cọng ghế này mà mình cắt luôn á thì nó 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 sẽ không có có có, có ngon nha anh em mình để như vậy mình chẻ cái thằng này ra Xam hương á đặc biệt nó chẻ ra nó sẽ dễ ra đế hơn ha, à, thì kiếm một cái dao ghép cho bén mình chẻ ra cây này cũng cứng trẻ cực kỳ nha để đứt tay nha suối bậy nè không quay cái mũi dao lên mình cầm cái tay ở dưới để khi mà lỡ nó có tét gì đó thì nó sẽ không có vô cái tay của mình à, mình trẻ nó ra làm bốn làm năm làm sáu làm bảy làm tám gì đó, đó. để từ từ nghe nung từ từ để nó nó đi bậy nha ừ. kỹ nha anh em để đứt tay nha cái cây này nó tương đối nó cũng cứng à ừ trẻ ra chạy cho nó ăn xuống cầm ở dưới đây cầm kỹ cái mũi cái mỏ dao nè nó nó ăn xuống thì mình sẽ cầm ở trên ha chứ đừng có cầm ngay cái mũi dao mà lỡ cái cây cái dao của mình nó bén nó nó sẽ đứt cái tay của mình đó chạy ra không có chết đâu anh em mình khỏi lo cái sam hương này nó rất là khỏe mạnh ừ uhm. đúng nó ra đây sẵn thêm với chỉ cho anh em mình cái này cây này là cái cây kiềm ha cây cây lâu xài quá xài cứng cây này là cái cây kiềm lấy cái phe ở trong cái máy xe ha hoặc là anh em mình có thể là lên shopee luôn cái này anh em mình muốn làm được chạy ra tiệm hàm anh em mua cái cây kiềm như vậy xong anh em nói cây kiềm lấy cái 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 phe trong cái máy xe là người ta biết ha hai cây kiềm bóp ngược bóp vô hở ra bóp vô hở ra anh em đập dẹp cái là được rồi còn không thì anh em mình lên shopee anh em mình kiếm cái cái em đồ tách xù riêng cái này là lúc trước mua nè ha anh em mình chọt vô đây đó đối với những cây bự này anh em coi nè bóp bung ra đó anh em thấy không nó bóp cho nó bung ra để mình sắp sửa đế rồi đó cái này đợt trước em có chia sẻ cho anh em mình rồi nó mình muốn cỡ nào mình bung ra anh em thấy không lấy cây nhét, vô đây à. nè anh em thấy cái cổng dây mình dịch lại tới đây nè đừng cho nó tét lên tên nữa anh em thấy không đó rồi xây qua làm thêm một mép bên đây nữa làm 4, làm 5, làm 6, làm 7, làm 8 gì đó tùy theo cái cây của mình kỹ nha đứt tay để đứt bài đứt tay các anh em đổi thừa coi nó làm đứt tay tiêu nha kỹ làm cái mép nào thì mình kỹ cái mép đó cái bầu đế mình vẫn để nha cái bầu đế này mình vẫn để đây tới khi nào mà nó ra ghế rồi mình mới cắt mình ép chậu mình mới cắt nha đó mình sẵn ra trẻ cho nó làm bốn làm năm gì ra rồi quay qua anh đây là nồng nó ra ha Sam hương đặc biệt em thấy cái này là làm sam hương là ngon nhất sam hương nè bụp đài lon nè ha thì vào những cái dòng cây dễ thì anh em mình nên làm không có chết đâu anh em mình khỏi lo ha còn nếu mà còn trẻ được thì trẻ ra làm tám ha coi cảm giác của mình mình trẻ tới đâu là được ừ. rồi xong cái ghẻ bên đây để đen hồi mình lấy cây mình chim vô à, mình là hả làm tiếp còn giờ mình làm cái rễ bên đây cái cọng này nè con hồi mình cắt đây để mình thông cho cái cọng này nó sống luôn nha cái cọng này nè. đó mình nói cái cọng này chết luôn hay gì kìa cọng này hư luôn rồi hư luôn em bỏ luôn đó, thì giờ mình trẻ cái cọng bên đây trẻ ra xong anh em mình cắt tỉa tàn nếu mà anh em mình để tàn á để cái bộ tàn ở tên đây thì nó sẽ hút nước nó làm cái cây của mình héo đi thì khi mà mình làm thì bắt buộc mình phải lãi lá bỏ lại lá bỏ luôn cắt tỉa gọn lãi lá để cho cái cây của mình chắc chắn là một trăm phần trăm nó phải sống tại cái cây sam hương là cũng là một cái dòng cây dễ mình cắt ngang đây mình cầm cũng được nhưng mà nó sẽ ra rễ ít và nó không có nở cũ hoặc là mình chiết cũng được nhưng mà mình chiết thì nó sẽ, nhiều khi nó sẽ lâu mình muốn làm như vậy thì cho nó nhanh tầm khoảng tháng tháng rưỡi là nó sẽ bung rễ cám là anh em mình ép chậu được rồi nhiều khi anh em mình cứ thấy người ta làm mini siêu mini không anh em mình sao nói nó nhỏ xíu sao mà làm được thì người ta sẽ áp dụng những cái cách này vô những cái trường hợp những cái cây ha những cái cây uh, ta, ta nuôi tông cao mấy cây tông cao hoặc là cái mấy cây cành rơi á. sau này người ta muốn chơi cái thác đổ thì người ta sẽ chiết ha cái đây mình muốn nó bung ra cỡ nào thì nhét cái này vô ừ. nhét vô bung ra nó anh em rất là tiện ha nè, nó bung ra được từ miếng cái này nè anh em thấy không cái này em tách làm tư nè ừ. nếu mà còn được thì mình sẽ tách nó làm tám hay gì đó ha rồi à, anh em mình phanh vỏ phanh vỏ phanh vỏ nha phanh vỏ thì mình cây canh ngay chỗ này cái chỗ này nè là nữa em sẽ cắt ngang đây cắt ngang đây em sẽ kéo từng cái bẹ cộng này bây giờ nó còn dính ở đây thì mình sẽ kéo không được ha em hai cái này em kéo muốn cho nó dính lại như vậy nè đó thì bây giờ nó còn như vậy là mình kéo chưa được nhưng mà khi mà mình tách ra như vậy khi mà chỗ này nó ra ghế thì mình sẽ kéo nó vô mình cắt dưới đây nó chỗ này ra ghế rồi mình cắt dưới đây mình sẽ kéo cái nhánh nhỏ này vô được mình cắt nó ra làm 8 rồi mà ha thì mình sẽ lúc đó nó mềm mình sẽ kéo nó vô được ha thì cái này mình sẽ phanh ở em sẽ khoanh ở dưới đây để em sẽ tự hao nữa em kéo ở đây là nó vừa em sẽ phanh vỏ chỗ này phanh uh, hơi hơi thôi cũng không có cần đứt phanh chủ yếu đứt một bên thôi một một mét trên như là được rồi ha nhưng mà anh em nên trẻ ra em nghĩ là anh em nên trẻ ra thì nữa nó sẽ ra rễ nhiều hơn anh em thấy mấy mấy anh em uh, của người ta nước mấy anh nước ngoài á thường thường anh làm cái cây gì anh cũng trẻ ra trước rồi anh mới chiếc á ha. thì em thấy em lúc trước em cũng có trẻ một cái cây uh, cây phôi sam hương em trẻ cái đế nó ra đế của nó ví dụ như nó chỗ đó nó bị thiếu các em trẻ nó ra làm năm em bung nó ra đây là ai gan như cái cây mà cây cây gấp uh, nước bánh tán rồi đó anh em nhớ không chặt cái cọng dừa trẻ nó ra cái mình nhét vô á nhét mấy cái cây vô á cho nó bung ra như vậy thì sau này mình trồng ngay cái tên đó nó sẽ ra thành năm sáu cọng rễ trên một cọng rễ cũ luôn nó sẽ đẹp ha ừ. cái này à, tại vì cây này mặc định cặm nhánh nó sống ha nên mình làm như vậy là nó sẽ ngon dữ lắm ngâm thêm kích rễ a 24 thì cái loại đó kích rễ thì anh em quá nhiều anh em xài rồi nên em không cần giới thiệu kỹ là chủ yếu là hâm clip lại để anh em mình thấy cái công dụng của nó và sẵn làm clip cây thôi ừ. rồi bây giờ cắt nhánh cây khiêm vô thôi có nhánh gì xài nhánh đó không có cần phải lựa chọn gì hết ừ. à, nên em sẽ dùng mấy cái nhánh mai chữ thủy em đang làm cái bài mai chữ thủy của em ừ. rồi mình chim vô ừ. chim vô anh em thấy mình chim vô một cái là nó 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 bự cái dắt cây của mình ra cái cọng ghế của mình nó bự ra liền rồi à, chim già chim đại vô chim ra sau này mình trồng là chỗ này nó sẽ liền nó kéo ra là nó liền ha thì thì nó sẽ nở ra cái cây của mình nó nở ra đẹp hơn cái cách này làm nó mới nở dắt được chứ anh em chứ còn mà anh em cái mấy cái cây chiếc nó ít khi nào mà nó nở dắt đế lắm Chủ phải đâm xuống đất trồng nó mới nở đế rồi được nó con này Đây. chim vô Ủa. chim vô nó bung ra y như cái cây nướng bánh 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 tán à, tết luôn à. đó. anh em nó bung ra nó nở ra ha. như vậy nó ra ghế là nó bắt đầu nó dẻo nó liền ra lại nó dẻo là mình uống được nha anh em à, lúc đó mình mới uống cái nữa nha cái này là một phần thôi đó anh em thấy không có cái cây này lại hại ghê không nó mình buông ra cho mình để vô thì khi cái tay của mình mình làm có một mình á thì mình không có sẽ không có cái chỗ chịu ha với cái mấy cái cây cái, cái, cái cây này nè em em thường thường em chim cái bài đế chiếu tiếng chiếu thủy của em á thì à, hai cái cọng ghế đợt trước em có lên clip rồi đó mà lâu rồi không biết anh em có xem không ha nhiều khi mà hai cọng ghế nó nằm kế bên nhau á nó nó hai cái cái nó đụng cái cọng ghế nó đụng lại với nhau ha à, thì à, mình banh nó ra không được thì em lấy dùng cái này một mình em sẽ banh được rất là nhẹ nhàng ha chìm vô chìm vô cho hai bên nó nở ra ha mới có hai cộng mà mình trẻ nó ra làm bốn thì nó sẽ trẻ cái được làm tám rồi rồi như vậy thì mình khất khất ngay cái vị trí mình mong muốn từ đây mình kéo qua đây là vừa hết cái độ cong đó nè đó rồi mình cắt tỉa một cái cắt tỉa đại đi không sao đâu Ha, còn cái nhánh nào mà nó thừa thì mình cứ cắt luôn cái này cũng già lắm cái này đó cái nhánh cặm em cặm lên cái nhánh nó sống rồi cái không có sữa sữa nhiều không có quan tâm đó nên em tỉa nó già mấy cây này gom gom lai lai qua qua tết em làm một cái mấy mấy cái mini game em cho mấy anh em tặng mấy anh em mấy cái cây làm clip này chứ anh em kêu em quan tâm tới mấy cái dòng nhỏ nhỏ này nói chung là chỉ lên clip chia sẻ cho anh em mình thôi chứ em cũng không có nuôi mấy cái dòng này nhiều nữa nhỏ quá khó nhỏ quá em không đâu có thời gian lên chăm sóc cái này nó ép chọn mini đẹp lắm đừng cái nó già đừng cục bên đây đó rồi thảy ra ngâm lấy đặt luôn cái chai này nè anh em lấy đặt luôn cũng được nữa anh lấy anh em lấy cái cỏ anh em bôi lên thì bây giờ thì, em sẽ ra em bôi lên luôn em bôi xong rồi mình cắt cái bịch này ra dẫn tòng cho ở dưới đây nó hút nước có sống bình thường nha mình chỉ vô chất trồng khỏi cần chiếc khỏi cần quấn bịch hết kiếm cái chậu ống bự đặt cái này vô tới đây đổ đất đầy vô là ok bây giờ thì em sẽ ra bôi em lấy lấy cái đầu bôi cái ha bôi uh, thuốc kích ghế để hết em em không có cây cỏ nên em lấy cái cây này luôn chấm vô lấy thuốc kẹo luôn nha mình chấm vô chấm vô rồi bỏ tầm khoảng nửa tiếng nha anh em bỏ khoảng nửa tiếng cho nó cho thuốc nó nó thấm vô mình xài thuốc đặc luôn nếu mà mình muốn kích kích những cái phần cái 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 làm như vậy nè thì mình sẽ pha thuốc đậm luôn còn mà nếu mà mình pha ra để mình tưới cây á, thì mình sẽ pha loãng ra ha, còn như vậy thì mình cứ chơi đậm đặc dùng những cái 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 cái, cái dịp này nè là chuẩn luôn kiểu này anh em mình tha hồ mà chơi mini gặp những cái cây sam hương mà anh em thấy những cái tên cà tên cây tên cây của nó nó có những cái cái cành đẹp đẹp á anh em mình cắt đam về ngâm cái này nó cũng vẫn sống ngâm với thuốc kích ghế này cho nó ghế nó ra đều nhiều bôi vô im bỏ im khoảng nửa tiếng cho thuốc nó thấm vô cái trong cái phần gỗ ha thì nó sẽ hiệu quả hơn không có cần tưới vô đây đâu. Anh em nếu mà anh em tưới vô cái bầu á thì 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 cái bầu nó sẽ ra rễ với cái bầu cũ của nó sẽ ra rễ. Còn cái này anh em mình sẽ chơi thẳng vô trong cái cái khúc ở trên thôi, chủ yếu là mình kích rễ cái phần phía trên ha chứ không có cần cái phần phía dưới nó ra rễ. Rồi, bỏ im ha. Bỏ im tầm khoảng 20 đến 30 phút gì đó. Thì em sẽ làm tiếp cho anh em mình nha. Rồi sau khi mà nó một bỏ nó một thời gian thì mình cắt cái bầu cũ của mình ra tại nãy cái bầu của mình á là mình mình em chỉ quấn lại cho nó nó sạch để mình làm clip thôi Nha, nó thấm vô cái cái thuốc dưỡng ghệ nó thấm vô cái bịch nó dần tươi luôn anh em thấy không đây. chơi siêu mini này và cái này thì nó dễ làm nó nhỏ 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 nó dễ làm đây mình cái cây cái, cái bầu này nó dài nhiều ghế quá em sẽ cắt lại luôn cắt lại cho nó đó. Đó, nó, nó ít rễ cho nó, nó nó kích cho cái tên nó nhanh ra rễ hơn Đây, em cắt nửa bầu luôn ha cắt này chi để cho nó 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 hạn chế ghế ở phía dưới vậy nó tập trung nó ra ghế phía trên đó em có cái chậu ống thì em vô cái chậu ống ha Đây. cái này chủ yếu cho nó hót nước thôi nó không rớt đất là được rồi thì quên lấy cái đồ đồ đất đổ vô luôn đi đây có đất cát anh em xài cát cũng được ha xài cái gì cũng được ở đây em có đất ak thì em xài sẵn xài đất ak luôn cho nó sạch sẽ làm clip cho nó, nó ngon ha Đó, đặt cái cây vô nhớ đặt ha cho nó chìm chết đổ nhiều quá đổ ra lại cái để cái cây xuống cho nó lắp hết cái chỗ của mình lại nha nó lắp hết lại mình đổ đất vô thuốc này mình mình ngâm là nó ra ha ngâm là nó ra rễ bản thân anh em mình cậm nó cũng ra rễ nhưng mà nó sẽ ra không đều không nhiều ha. nên anh em mình à, sử dụng cái thuốc này thì nói chung là nó sẽ nhiều rễ hơn chứ nó cũng không phải thần thánh gì nha anh em mình xài cái loại nào cũng được nhưng mà loại này mình thấy nó hay tại nhiều anh em mình xài rồi yêu cầu mà lắp được cái chặn rễ như chỗ mà hồi 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 nãy mình à mình mình khắc á ha. mình đắp lại cái chặn đó tại cái cộng bên đây nè em cái cộng bên đây là số mình trẻ ra mình khắc tuốt ở dưới đây ha nên mình để cái này phơi lên trên cho nó liền luôn cũng được rồi vậy là y mời đam ra tưới nước cái nữa là xong đất ak với... nhắc lại ha. đất ak này anh em mình cũng có nhắn tin hỏi em đất ak mình có tộn thêm gì không mình trộn thêm đất buôn mít nha anh em đất bu mít chứ không phải là hu mít nhiều khi em đọc nhanh quá các anh em mình nghe lộn nha bu mít đất bu mít là cái nó là cái hột trắng này nè nó giống như là trấu vậy đó nó sẽ nhẹ và nó sẽ xốp ha nó để nó thoát nước á còn không anh em không có nếu mà anh em mình vô may vàng á thì anh em mình cũng có thể là dùng hai cái loại này anh em trộn vô cây may vàng mini bonsai của anh em mình chơi luôn nó cũng bền nha anh em không cần không có sợ nó sụp không có sợ nó bị bã đất ha nhưng mà mình thay thì trong vòng khoảng 2 năm thì mình cũng phải nhổ lên để mình tiễn rễ nó để mình kiểm tra coi cái bầu cây của mình coi nó có bị vấn đề gì không nha đồng ý là đất của nó sẽ không có bị mục không có bị lèn nhưng mà mình phải vẫn phải nhổ lên để mình kiểm tra à. rồi vậy là tưới xong đất AK này thì mình tưới tưới không kỹ thì nó sẽ bị văng đất nên anh em mình có rễ lục bình nè chỉ sơ dừa nè À, hoặc là có cái gì đó anh em mình đắp lên trên gông ghiêu gì anh em mình đắp lên cũng được để đem sử dụng ghế lục bình à, Ghế lục bình à, này thì dễ tìm rồi hoặc là chỉ sơ dừa gì đó anh em có cái nào anh em mình đắp cái đó đắp lại lại làm chi để cho khi mà mình tưới bằng cái mua tưa mạnh đó, nó sẽ không có bị văng đất ak của mình lên à, tại cây này mình cũng đang đang làm mình chưa có thành phẩm nên mình cũng không có đẹp đẽ lắm đó rồi đem ra tưới nước là xong thì cây này em sẽ giữ lại em làm video cho anh chị em mình cái nào em nói em giữ lại em làm video thì em sẽ giữ còn nhiều những cái cây cái cây chủ yếu là làm clip để cho anh em mình biết làm xong lâu lâu cái có mấy cây nào nhỏ quá hay gì đó làm xong thì em tiễn đi vòng vòng cái lâu lâu cái em gom lại em đẩy cho mấy ông đó xe mấy cái hàng mình dạt á mình làm clip nữa đó vậy là ổn vậy trong vòng khoảng 30 ngày 30 ngày thì nó sẽ có những cái nó nó, nó coi kiểm tra coi nó ra rễ mạnh hay chưa có thể làm ba một tháng sẽ đến hai tháng thì những cái cây như vậy qua tết thì em sẽ lên clip em làm phần tiếp theo cho anh chị em mình nha cái này em sẽ làm tới ép chậu mini luôn cho anh em những cái cây này nó già thì mình để đi chơi còn những cái hàng khác thì mình không có đi chơi thì mình cứ quan tâm đó chi chị ha rồi vậy là ổn ha à, thêm cái nữa khi mà mình đã sử dụng như làm như vậy rồi thì tầm khoảng 10 đến 15 ngày á, thì mình pha cái hàng này lõn ra pha lỏng ra pha dưới nước ha mình đổ con thùng b 20 lít mình đổ con nắp này vô pha lỏng ra thì cà lỏng mình tưới sơ qua một cái 20 ngày 15 20 ngày tưới một cái 15 20 ngày tưới một cái 15 20 ngày tưới một cái thì nó sẽ ok hơn nó còn ra manh mạnh hơn nữa nhớ nhớ cái đợt mà hai cái cây chứa thủy của em đi chơi về nó bị héo queo luôn anh em nhớ không nó xì nó sẽ chết luôn á nó xì thấy nhóc ruột luôn mà à, rồi, rồi, cái tưới này đâu được hai đến ba lần gì đó sắp đi chơi nữa rồi đó hôm nay nào nằm trên sa đó ha cây đó giờ lấy về cũng vẫn là tưới khi nào mà có lấy về thì em xử lý phân thuốc em vẫn tưới hàng này thì em sẽ cũng sẽ quay lên cho anh chị em mình để chuẩn bị chơi tới tết xuân nữa em tết đi bến tre ha bến tre thì cũng uh, chơi tỉnh nhà đi với cái cây uh, cây năm gòi hai cây em đặt dễ dàng ở dưới thì năm nay không có tham gia tại vì cái lực mà anh em không lẽ cứ dễ nhất thì đam xuống đó nhất hoài thì uh, bên bến tre sẽ không có cho những cái cây mà nằm giải nhất từ 2022 cho đến 23 thì năm nay 24 cách 2 năm á Ha, giải vàng đã được 2 năm thì trước ví dụ như năm 2021 nó được giải vàng thì hôm nay sẽ được sách nó đi chơi còn mình 22 23 mình đã giải vàng rồi mình sẽ không được sách nó đi chơi chỗ một chỗ đó nữa ha sách qua trưng bày thì được chứ không phải là không được ha. nhưng mà giải vàng rồi thì mình nhường cho những cái thằng khác nó đi lên để nó dễ dàng chứ ha, thì hai cái đó thì năm nay chắc có thể là đi chỗ khác khi nào mà có địa điểm đi thì em sẽ thông báo cho anh chị em mình theo dõi chơi ha rồi cái này hiện giờ ra tưới nước bỏ im tưới nước ha vậy là ok từng lễ 15 ngày gì đó và nó loạn tưới đây pha loạn tưới đây rồi không chủ yếu làm clip nhưng mà ké thêm cái quảng cáo thuốc dưỡng ghế này cho anh chị em mình thì bên anh Tuấn sẽ bán em sẽ để số gọi anh Tuấn để anh em mình có nhu cầu mua thì mình cứ liên hệ còn cây kiềm này à, thì nói chung là em làm gì đó các em làm cái phần nào thì em chia sẻ cho anh em mình hết ra nha. À. cây này phái lên shopee đánh cái chữ cây khui sầu riêng là nó sẽ ra còn không chạy ra tiệm máy mua cái cây kiềm móc à, một cái phen cái phé cái phen gì đó tông cái máy xe honda đa em mà họ muốn nhớ không biết cái kìm đó em biết cái này nhưng mà em không nhớ tên cái đó nó có hai mỏ công như nè để là lấy mấy cái phe trong mấy cái nồi xe máy rồi á cái nồi trước nồi sau với mấy cái cốt rồi á nó sẽ có cái phe thì cái kìm này để dành lấy cái phe đó nhưng mà nhiều khi anh em mình không có ra tiệm được thì anh em mình lên shopee anh em mình đặt nói là cái xui sụ riêng thì nó sẽ ra giống như cây này ha rồi sẵn với quảng cáo quảng cáo luôn mấy cây sứ ít 11 thường thường này nè anh em thấy không cây này là em mua cái cây thứ hai cái cây thứ tước á anh em mình nhớ không em có lên cắt cái đám mai cho con tiền thì vô tình nó bị gãy Thế là cắt lâu quá nó gãy xài lâu em mua lại cây này lấy bên anh dương lành facebook của anh là anh dương lành Thì anh em mình có thể liên hệ bên facebook của anh dương lành cũng được mới học là anh em mình nhấn vô cái kênh của em anh em để đồ nghề sửa kiển dương lành là nó sẽ ra cái số điện thoại của anh dương lành để bán cho anh em mình cây sứa này ha à, kìm cạp này cũng có luôn kìm cặp nha lúc quay lên kêu anh em giới thiệu cho anh em mình mua bán thì anh em nói giới thiệu đồ không à còn lúc mà không nói thì anh em mình bình luận vô hỏi cái sứa mua đâu cái cạp mua đâu keo nhật mua đâu à, rồi keo nhật thì cũng liên hệ bên dương lành hoặc là chỗ nào có thì anh em mình cứ mua ha em thì tung thành với thằng này em phái nhật ha phái đồ phái đồ ngon ngon của nhật có xài nó bệt rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua thêm một lần nữa rất là nhiều ha